Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ điều đáng tiếc nhất khi chia tay sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo không giấu nổi cảm xúc khi kết thúc trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Đây là trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Trận chung kết lượt đi vừa diễn ra chính là lần cuối cùng vị chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam dẫn trước Thái Lan trong hiệp 1, nhưng phải rất vất vả mới giữ được tỷ số hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Văn Thanh. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ về điều đáng tiếc nhất khi chia tay sân Mỹ Đình sau 5 năm gắn bó, đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà. Tôi vẫn nhớ trận đầu tiên khi tôi mới nhậm chức được một tuần, khi đó Việt Nam hòa Afghanistan. Tới hôm nay đá trận cuối cùng trên sân nhà đội bóng của tôi lại hòa. Điều đó thực sự làm tôi cảm thấy đáng tiếc. Nói về 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, chiến lược ra 65 tuổi xúc động, 5 năm, tôi đã có nhiều giải đấu, bạn bè ở Việt Nam. Tôi được mọi người yêu thương, quý mến. Tôi luôn giữ điều đó ở trong lòng và trân trọng tất cả tình cảm của mọi người. Kết quả hòa 2-2 trên sân nhà đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ phải hướng đến chiến thắng trên sân Thái Lan ở trận lượt về để lên ngôi vô địch AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang mong chờ vào một cái kết đẹp cho 5 năm của Mr Park, kỷ nguyên thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.